Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Hùng Y. Được cả cộng đồng người dùng quan tâm trong thời gian này thì chiếc Nokia X6 dường như đang định hình trong đầu người dùng rằng cứ có 4 triệu thì mua chiếc X6. Với những cái công nghệ cao cấp vốn chỉ được tích hợp trên những chiếc flagship thì chiếc máy này đang làm lu mờ tất cả các cái đối thủ của mình. Thế nhưng nếu đem nó ra để so sánh với một chiếc flagship cao cấp được ra mắt trong năm 2017 thì sao? Chiếc máy mà mình đang muốn nói đến đây chính là chiếc LG G6. Siêu phẩm của năm 2017 hiện đang có một mức giá rẻ đến khó hiểu, chỉ khoảng 4 triệu đồng. Vậy cùng nằm trong một cái phân khúc thì chiếc LG G6 hay là Nokia X6 mới là cái sự lựa chọn thông minh. Hãy cùng xem video này nhé. Có một cái điểm hay ho mà mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu như chiếc X6 có một cái lợi thế là máy mới 100% nguyên siêu thì chiếc LG G6 lại có một cái lợi thế khi mà mua hàng tại Mobile là các bạn sẽ được tặng kèm một gói bảo hành vàng trị giá 300.000, bao gồm cả nguồn và màn hình trong vòng 6 tháng nên các bạn có thể yên tâm hơn khá là nhiều. Nhất là đối với các cái máy của LG, phần đa anh em đều lo lắng chết nguồn hay là bóng mờ thì bây giờ có thể rất là yên tâm để xuống tiền rồi đúng không? Còn bây giờ thì điểm qua các cái điểm đáng tiền trên chiếc X6 nhá. Nokia X6 là một cái sản phẩm nhắm tới phân khúc tầm trung của thị trường, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ gần như các cái yếu tố cao cấp trong một thiết kế của một chiếc smartphone cao cấp trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Một khung kim loại nguyên khối với mặt lưng hoàn thiện mang đến cái vẻ sang trọng và chắc chắn. Trong khi đó ở mặt trước màn hình full viền 5,8 inch có độ phân giải là Full HD cộng cho hiển thị sắc nét. Ngoài ra máy có tỷ lệ màn hình là 19.9 giống hệt như trên iPhone X và đạt 86% diện tích hiển thị ở phía mặt trước với cái viền được làm rất là mỏng trừ cánh dưới. Về cấu hình thì Nokia X6 được HMD Global trang bị chip vi xử lý Qualcomm Snapdragon 636. Đây là chip rất là mạnh ở trong phân khúc tầm trung, mạnh mẽ hơn khoảng 60-70% so với chip Snapdragon 625 nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng. Về phần mềm thì máy cũng được trang bị hệ điều hành mới nhất là Android 8.1 Oreo. Nhìn chung với vai trò của một chiếc smartphone tầm trung thì cấu hình của chiếc Nokia X6 đã quá là xứng đáng và đáp ứng được người dùng rồi. Về camera và pin thì có lẽ là Nokia đang hướng tới vai trò của một chiếc smartphone chụp ảnh rất là tốt khi mà liên tục trang bị trên những cái sản phẩm của mình những cái ống kính cực kỳ chất lượng. Nokia X6 thì có khả năng chụp ảnh tuyệt vời với bộ cam kép là 16 megapixel và 5 megapixel, hỗ trợ xóa phông rất là đỉnh luôn, có hỗ trợ AI hiện đại. Cam trước là 16 megapixel cũng là một trong những hỗ trợ rất là tích cực cho người dùng thích selfie. Về cái dung lượng pin thì viên pin trên chiếc máy này là 3060 mAh, không phải là quá lớn nhưng mà chắc chắn là sẽ đáp ứng đầy đủ cho các bạn một cái nhu cầu sử dụng trong khoảng một ngày. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị cái công nghệ sạc nhanh giúp đáp ứng cái nhu cầu sử dụng với cái mật độ cao từ phía người dùng. Thế còn chiếc LG G6 của chúng ta thì sao? Về thiết kế thì LG G6 sở hữu khung kim loại cực kỳ cứng cáp, mặt lưng kính Gorilla Glass 5 bo cong 2.5D cùng với họa tiết phay ẩn phía sau lớp kính tạo nên một cái hiệu ứng khá là tốt mà mình chỉ thấy có trên màu xanh mà thôi, còn phiên bản màu đen không có. Ngoài ra thì chiếc LG G6 cũng được trang bị cái tính năng chống nước chuẩn IP68, không phải là quá mới mẻ nhưng mà cũng rất là hữu ích cho người dùng. Về màn hình thì G6 được trang bị màn hình 5,7 inch độ phân giải là 2K, tỷ lệ màn hình là 18.9 quy chuẩn. Về hiển thị thì không có một cái điểm gì chê trên màn hình của LG khi mà hãng vẫn là một trong những cái nhà cung cấp màn hình lớn nhất trên thế giới. Trong trẻo và sắc nét chính là những cái gì mà người ta nói đến màn hình của LG. Việc trang bị cấu hình không khác gì so với cái thế hệ tiền nhiệm là LG G5 Snapdragon 821 4GB RAM sẽ khiến cho LG gặp khá là nhiều khó khăn trong việc quảng bá hình ảnh của G6 đến với người tiêu dùng cơ bản. Thế nhưng trong mức giá khoảng 4 triệu ở thời điểm hiện tại thì cái cấu hình này phải nói là quá đỉnh rồi. Khi mà trong phân khúc này thì không có bất kỳ một chiếc máy nào có được cái con chip mạnh mẽ và xịn sò như thế này cả. Còn về camera thì từ đời G4 camera trên LG đã có những cái cuộc cách mạng về ảnh ngọt rồi. G6 được trang bị cái cụm cam kép 13 MP với khẩu độ chính lên tới là f1.8 khá là lớn. Cụm cam kép này bao gồm một ống tele và một ống góc rộng, không giống như nhiều hãng trang bị cụm cam kép để phục vụ cho cái tính năng chụp ảnh xóa phông thì chiếc LG G6 lại trang bị hai cái cam riêng biệt để chuyển đổi giữa cái ống kính góc rộng và ống kính tele trong quá trình chụp ảnh. Nghe khá là lạ đúng không các bạn? Việc được trang bị cái ống kính góc rộng khiến cho mình thấy khá là thích thú khi mà trong một số các cái trường hợp chúng ta chụp ảnh phong cảnh thì rất là tuyệt luôn. Không có cái điểm gì có thể chê được về cái chất lượng ảnh trên chiếc LG G6 cả. Ngoài những cái điểm trên thì LG G6 còn được trang bị DAC chuyên dụng tách rời để phục vụ cho nghe nhạc, và nghe nhạc trên chiếc máy này giống hệt với cái trải nghiệm khi mà nghe nhạc trên một chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng luôn. Và ngoài Google Pixel thì chỉ có LG G6 là được trang bị Google Assistant với cái nguồn dữ liệu khổng lồ và khả năng điều khiển tất cả các cái thiết bị ngoại vi trong nhà trong cùng một cái hệ thống, đó chính là Smart Home. Vậy là trên đây thì mình cũng đã điểm ra những cái điểm rất là nổi bật trên chiếc Nokia X6 và chiếc LG G6. Cả hai thì đều có những cái điểm mạnh rất là riêng biệt, và việc lựa chọn chiếc máy nào thì còn tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Nếu muốn một chiếc máy mới 100% nguyên siêu full box thì các bạn nên chọn chiếc Nokia X6. Còn nếu các bạn muốn có một chiếc máy có chống nước này, màn hình cực đỉnh, cấu hình cao thì nên chọn chiếc LG G6. Vậy các bạn sẽ chọn chiếc máy nào cho mình thì hãy để lại comment xuống phía bên dưới. Và đừng quên là ở Hùng Mobile thì đang bán cả hai em này trong cái tầm giá là khoảng 4 cổ. Và mình sẽ để đường link mua hàng phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Còn bây giờ thì nhớ nhấn nút subscribe Hùng Mobile nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.